Hello và xin tất cả mọi người đến với kênh mình là Min đây. Thì bữa giờ ông comment kêu tôi quay Bad Girl đi, tôi cũng không biết quay gì trong đây nữa. Hôm bữa từ cái lúc mà nó ra cái vụ bình mới, xong rồi tôi ro nó không ra là con gì hết là bắt đầu tôi đã kiểu nản rồi. Và tôi thấy càng ngày game ra càng nhiều game bắt là tôi đã nói mong ấy, tôi sẽ che quay tới gần update. Nếu mà nó không nổ nữa thì tôi sẽ bắt đầu tôi mua game bắt tôi treo. Thì tôi nghĩ là trong suốt quá trình mình treo đó thì ít nhất cũng phải được con mấy mờ đúng không? Không, tôi tổng cộng tôi đã ron gần 100.000 trứng rồi, không đây tôi con cái trứng này gần 100.000 trứng rồi, mà kết quả nó cao nhất thì chỉ được có một con 1 mờ thôi đúng không ạ? Rất là nản luôn. Và mấy ông kêu tôi game game từ lúc mà ra cái bình này bắt đầu là có rất là nhiều update rồi, xuất hiện là game sắp nét các thứ rồi. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là thôi chắc là ta bỏ tiền anh ta quay thì cũng được đi, nhưng mà tôi suy nghĩ lại đúng không, game mà tới cái mức dồn nén cái người cày chay cho chúng ta tới mức cái này đổi từ 45 phút thành 1 tiếng mấy, thì tôi mới suy nghĩ là mình cày chay như vậy thì có ý nghĩa gì không nhờ các thứ các thứ. Xong tôi cũng buồn, cái xong bắt đầu mình cũng nản nản đúng không ạ? Mà nói chung là bữa giờ tôi chỉ che quay thôi chứ tôi cũng không có mua bình nhiều, đúng không? Là hiện tại thì tôi chỉ có 12 bình này và 27 bình này thôi. Kiểu bây giờ tôi bị quá là nản lòng đúng không, là tôi không có che quay nhiều đúng không? Không phải là không che quay nhiều, ý là tôi chỉ che quay thôi chứ tôi không có vô canh shop ấy. Lúc trước là còn rảnh rảnh đi vô đây để canh shop đúng không ạ? Canh shop để quay các thứ cho nó vui. Kiểu quay tích bình đồ nổ hũ nổ với con mười mấy triệu thôi là cũng vui rồi. Tự nhiên cái giờ suy nghĩ lại thấy cũng cũng buồn thôi. Là hôm nay cần update, sắp tới là 2 ngày nữa là update rồi nhớ không? Hay là thôi mình làm thêm cái video quay đi, xong rồi để xem sang update sau anh em cây trai mình có được cải thiện hay là không nhớ không? Nếu mà không cải thiện nữa thì một là tôi sẽ không chơi nữa, còn hai thì tôi sẽ nạp tiền. Và để xem coi mình nạp tiền cày nó có dễ hơn hay không, hiểu không? Thật sự là tôi treo rất là nhiều, không thấy không? Đây ý là tôi không có game pass, hiểu không? Tôi treo thề tổng cộng là 400.000 lượt quay rồi. Ông này bữa ông quay ra con 209M là mới có 200-300 lượt là ông ra rồi. Nay ông lên 500.000 lượt rồi. Trời ơi, nhưng mà ông được có đúng con 290M, hiểu không? Và ít nhất là quần con được con 292 290M. Mong thấy bét tôi xịn đi chứ, bét toàn người ta cho thôi. Cái con mà tôi roll xịn nhất thì được có con 55M là xịn nhất đúng không ạ? Nên là tôi đang nghĩ về vấn đề chúng ta sẽ làm tí gấu bất thần 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 trưởng đúng không ạ? Thôi trước trước tiên thì mong có muốn làm tí vụ thì có thể vô limbo dưới phần mô tả. Tiếp theo giờ mình xả luôn đúng không ạ? Gì vậy giật mình? Bây giờ có 2 cái trứng mà chúng ta lựa chọn. Tôi không tin cái trứng mẹ cao ron s này nữa mà ron thề ron ít chứ phải cho mình con 1 2 m, con 5 m 10 m chứ thề ron không được con 5 10 m gì hết đúng không ạ? Tại mong biết sao, tại mấy ông biết tôi ron không ra 10 m không, tôi để con này tôi ron này bình thường, nếu mà ra con xịn hơn 1 m thì nó sẽ thay thế con này nhé mong. Đây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi ron hết 27 bình này luôn. Bây giờ hết hy vọng mẹ mong, mà bây giờ có liều ăn nhiều thôi nhé không. Bây giờ đây là cơ hội cuối cùng, nếu mà nó nổ ra con húp bét thì tôi còn tin tưởng game này, tôi nuốt hết luôn nha ông ơi. Tầm này chúng ta không còn gì để mất nữa không ạ? Nói chung là cái này mong nên xài cái 1.2 này cho nó lời hơn nhé ông, nó nhiều thời gian hơn nha. 1.2 với 1.4 nó cũng thứ rồi ông ơi, khi nào 1.2 với 2 chấm thì nó khác nha. Tôi có 4 bình này ta, nuốt 4 bình luôn, 500 bình này trời ơi. Ý mà tôi không có mua á nha đúng không? Tôi chỉ lâu lâu tôi vô tôi mua xíu thôi không. Ok, bên này nuốt 2 cái này, ăn cái này, nuốt cái này luôn, nuốt hết, có nhiều nuốt hết luôn nha đúng không? Bắp lứt 50 cái này, ăn 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 ok. Giờ này là chắc là clip sẽ là một, có thể là clip cuối cùng. Nếu mà update sau tôi thấy nó ok thì tôi sẽ quay tiếp cho đúng không? Còn nếu không thì chúng ta phải tạm dừng tại đây thôi đúng không? Nản quá trời nản rồi đúng không ơi? Vô! Trời ơi, nó nhót điên người luôn. 25 bình nó làm sao coi được thì làm. Cho tôi con trên 50M thôi là anh em mình gỡ ngay.
Tôi thấy là chưa thấy một mờ xuất hiện ấy, đúng không? Ui, không sao, 25 bình lận mà, đúng không? Cứ bình tĩnh thôi, tôi nghĩ là 25 bình thì nó thề để thành con 4 triệu nữa, con 100 ngàn. Mà sợ là giờ tôi trẻ trong mong như cái lúc lần đầu tiên chúng chúng Taron nhờ. Lúc lần đầu tiên Taron chúng ta mơ ước về húp tét, mơ ước đủ kiểu. Bây giờ mình rồi mình biết chắc chắn là nó không ra ấy, đúng không mà, nên là bây giờ kiểu mình không còn kiểu tí gì xúc động nữa. Và xứng ra tôi lo được con 55M cũng quỷ quá chứ. Bây giờ nhìn lại thấy thất vọng quá. Nổ này, nổ này, nổ này, nổ này. Thề vẫn chưa có gì xảy ra luôn ấy. Sao nhẹ nhàng vậy? Cho con một mờ cái coi. Ui dồi ôi, con ba lon cát này. Tôi chừng 10 con hay sao ấy, không? Mà tí ra tôi được như con ba lon cát như không? Ký sinh trùng ngoài hành tinh. Ơi, không có hy vọng rồi. Trời ơi, ngựa lửa. Không được con một củ luôn à. Sao? Sao nhốt vậy? Ơ kìa, thật thật luôn á hả? Đừng làm tôi thất vọng mà. Từ dừng lại tí đúng không, mà hâu 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 lại tí. Thất vọng quá. Hay là do mình xài bet của người ta ta, bây giờ mình xài bet mình thử nha, đúng không? Đây một con bet của mình. Hay là do mình đeo bet của người ta nên là nó xui ta. Ok, đeo bet mình nha, đúng không? Thử xem. Không vậy thôi, không? Nó có khác mẹ hay gì đâu. Nó còn cùi hơn nữa. Cùi hơn đúng không ơi? Nó còn cùi hơn nữa, mà không phải nhìn được gương mặt thất thần của tôi hiện tại đúng không ạ? Thất thần lắm. Nhưng chả biết làm sao, không nổ. Ủa tầm hôm nay tôi đến mức không được một con 1 triệu luôn à. Ơ kìa, đừng nói không được một con 1 triệu luôn nha. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Nhót rồi. Còn nhiêu bình vậy? Còn 6 lần. Ủa, không được một con 1 triệu thật luôn á hả mấy ông? Ủa, lừa 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 tôi à, game game lừa tôi rồi. Ôi, thật sự là không được một con một cụ nào luôn ấy hả? À. Tôi đang bị kiểu bất ngờ đúng không ạ? Ủa mà chúng ta hết bình rồi. Chúng ta sẽ chế bình 3, rồi mình sẽ chế thêm mấy bình rainbow như đó. Chắc được 1 2 bình. Không, à, được 1 bình rồi. Đéo được 1 bình rainbow. Ai nhót rồi. Thề tôi là nạn nhân này đúng không? Tôi thật sự mới là nạn nhân này. Ui, một mơ. Đi quẹt đúng một mơ một. Trời ơi. Đúng một màu luôn ạ, à. Không hơn không kém. Ôi, tôi thấy cái con gì mà hồi nãy cái con gì mà nhìn nó màu nó dữ vậy, từ từ cái con này là bao nhiêu mờ ấy nhờ. Ôi, hồi nãy tôi thấy cái con gì mà nó xịn lắm không, nó lướt ngang ấy mà không biết con nó bao nhiêu nhờ. Để tôi ra check xem thử cái. Trời ơi, nó nháy vào mình con 20M. Nó dừng lại ở con 2M5 sống nổ cái đùng ra con người tuyết 75 ngàn đúng không ạ? À? Si ba chảo ni ma si nhị luôn. Ai hết rồi. Một bình cuối cùng thôi. Chú hề luôn mà. Tôi thật sự là thất vọng về game. Game càng ngày là càng thấy là bay to win. Các bạn nói đúng. Hiện tại tôi cũng đang khá là buồn ngủ em không? Thật sự là đêm giờ tôi chưa ngủ không à. Bây giờ tôi có một 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 số chuyện ảnh hưởng tâm lý thôi, tôi không ngủ được. Mình rút mất quả bóng vàng. Ok. Rồi, chắc là đấy thì tôi nói đấy, bây giờ tôi sẽ treo tới cuối tuần và chúng ta sẽ xem update sau nó như thế nào, đúng không? Nếu mà update sau nếu nó không ổn thì mình có hai phương án, một là tôi sẽ bắt đầu
dừng cái hành trình cày chai và chúng ta sẽ sang hành trình nạp tiền. Nói chung là cũng nạp một cách vừa vừa thôi, giả bộ như là nạp mua full game pass, xong mình sẽ cày thử full game pass không ra thì mình sẽ bắt đầu mình mua bình, mình sẽ mua cái bình này. Nói chung là tôi vẫn đủ tiền để mua cái bình này, 40.000 của bất kỳ đó với tôi vẫn mua được, hiểu không? Đấy, còn nếu mà chúng ta cảm thấy là không còn hy vọng nữa thì chúng ta nên end game tại đây thôi. Đấy, anh em đến đây là cùng. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm một game mới. Không phải comment những game mới như là anh ơi, game này chơi vui lắm này. Đấy thì tôi sẽ bắt đầu tôi xem coi game này chơi vui không. Nó đông người chơi không? Đông thì bắt đầu anh em mình sẽ chơi các thứ. Sắp tới thì chắc chắn mong là Block sẽ update, chứ mong biết tại sao không? Halloween thì một là sẽ có cái update bùng nổ Halloween, chứ mong chơi. Còn hai ít chứ cũng phải có một cái update nhẹ nhẹ, đúng không ạ? Ít cũng phải update nhẹ nhẹ, tại vì Halloween thì chắc chắn sẽ có update thôi. Và tôi thật sự là tôi có đang 5 cái clip Block Food tôi up chưa kịp. Mà mai thì tôi sẽ up một cái clip xài trái bao trước, xong rồi sẽ tới clip này và chúng ta sẽ kẹt lại 4 cái clip Block Food. Tôi sẽ đăng từ từ lên và hiện tại tôi sẽ không quay. Tôi sẽ đăng từ từ lên. Và nếu mà nó update Halloween ấy, thì mình sẽ chơi và tôi sẽ đăng clip Halloween lên trước. Còn mấy clip Block Food đó thì tôi sẽ đăng sau. Thật sự mấy clip đó thì nó cũng hay, đúng không ạ? Ví dụ như là clip dùng katana xong OT, rồi clip đánh hack chửi lộn với hack, clip giết anti fan vì anti fan lại solo thua mình. Đó, nói chung là những content khá là hay, đúng không? Ui, tôi thích cái clip mà do người sợ con anti fan nó dí, nó quýnh dí, nó bắt ra bắt vô bò, tội tôi bị tôi cầm trái từ đít cắn chết, đúng không? Xong mà không biết nó chửi tôi gì, đúng không? Nó chửi tôi là sờ ba anti red luôn rồi trời má. Nhưng mà trong khi nó bắt ra bắt vô bao tòa thằng đó bao ti cũng 30M, đúng không? Anti fan chính hiệu, đúng không? Lúc đầu là kiểu như là nó dí tôi, nó quýnh tôi, xong rồi kiểu đông, đúng không? Nó đang đi tìm mà nó giết tôi được mạng, xong tới tôi giết lại nó 3-4 mạng gì đó. Anh kiểu bắt ra bắt vô bao tòa tôi mà anh bị tôi giết. Cái ảnh cay quá, ảnh triển khai hình Telerava mà ảnh Telerava sao ảnh bị tôi giết nữa, đúng không ạ? Thế là ảnh cay, bắt đầu ảnh chửi, đúng không ạ? À, tôi với nó combat cũng nhẹ nhẹ thôi, nói chung là tôi chửi nó cũng nặng, là tôi cắt bớt cái khúc chửi ra rồi, đúng không ạ? Ok, thôi bye mong đi, tạm biệt, hẹn lại nha, đúng không? Mong là sau cái update này thì game sẽ suy nghĩ lại. Thật sự tôi mong là game sẽ suy nghĩ lại về quá trình update vừa rồi. Tôi mong là cái bình này là nên free. Tôi mong là cái bình này là lên free, còn 50 cô bức mà, đúng không? Hết mẹ cô bức rồi. Tôi mong là cái bình này là lên free cho anh em chơi. Tôi mong vậy thôi. Ok, thôi bye mong, tạm biệt, hẹn lại nha, mong bye bye, mong nha, bye bye. Quà mong tặng lần trước tôi chưa trả cho nữa, tôi giữ đây luôn. Cảm ơn mất chơi. À, chúng ta coi con ba lần đo, đúng không? Ba lần đo, bây tôi 6 con, đúng không? Gần 10 con luôn mà. Cái chú dời con được 10 con rồi, hiểu không? Ok, thôi bye mong, tạm biệt, hẹn lại nha, mong bye bye, mong nha, bye bye, bye bye, bye bye. Cái bộ sưu tập của tôi bây giờ nó lên quá trời điểm luôn, đúng không? Được binh nữa này. Đúng không? Gỡ không? Từ từ cuối clip mình gỡ không? Bây giờ ai cho tôi con 20M thôi là má tôi nạp game luôn. Ra con tôi con 20M là tôi hứa nạp full game pass cho game luôn. Mình sẽ mua một bình cầu vòng. Để xem coi, hai bình này tôi nghĩ chắc không đủ để đổi rồi, đúng không ạ? Không đủ để đổi bình kia nha, đúng không? Ok, khỏi cần bình kia đi. Chỉ cần một con 20M thôi. Cơ hội cuối cùng. 20M! Còn nhót rồi, đúng không ạ? 15k đấy. Ok, bye bye, mong tụi hẹn gặp lại nha, bye bye, nha, bye bye, bye bye, bye bye. Ok mọi người, thì trước khi kết thúc clip thì tôi có event nhỏ nhỏ cho mấy ông trước khi chúng ta từ biệt. Thì tôi sẽ tặng cho mấy ông con 45M và một con 13M. Thì tôi sẽ đố một cái câu hỏi, mấy ông sẽ trả lời và kèm username Golock của mình nha, đúng không? Thì ông nào trả lời nhanh và đúng và nhanh nhất thì sẽ được con 45M, còn con này sẽ dành cho ông thứ hai nha, đúng không? Thì câu hỏi khá là đơn giản thôi, đúng không? Đố mấy ông. Tôi thích con chim gì nhất? Ấy câu hỏi là đối với ông thích con chim gì nhất? Thì chim gì nó sẽ có nhiều loại chim, nhớ mọi người bảo là mong sẽ comment em thích con chim sẻ unim 2 chấm thì sẽ ra tên của lớp của mấy ông đấy. Ấy đơn giản thôi, nhớ không? Đối với ông tôi thích con chim gì nhất? Ấy cái câu tại vì ấy, nếu mà tôi đố mấy câu mà đơn giản mà ông biết rồi ấy thì nó sẽ khó cho mấy ông ít xem mình,
Tại vì có nhiều lúc có mấy ông người ta mới xem đúng không, là tôi sẽ đố cái câu này là không ai biết luôn. Đấy, đố mấy ông tôi thích con chim gì nhất. Cái bộ mấy ông sẽ trả lời chim cánh cụt hay chim gì đó chẳng hạn. Chúc mấy ông may mắn nha. Bye bye, tôi sẽ đọc comment của mấy ông cứ yên tâm nha. Tôi buồn ngủ quá, tôi hơi bị cà lăm thôi, tôi đi ngủ đây. Nếu mà update sau chúng ta không ổn thì tôi sẽ bắt đầu keep mấy con này cho mấy ông luôn và chúng ta sẽ kết thúc hành trình tại đây. Còn nếu mà game ổn thì chúng ta lại chơi tiếp thôi, không? Ok, thôi mấy ông nha, bye bye. Bye bye.